sống bắt đầu ngoài vòng an toàn. Bạn có thể khám phá được sức mạnh tiềm ẩn, học được sự khiêm tốn và chứng kiến lòng bao dung của con người để sống hết mình, trân trọng hành trình và đích sẽ đến. Nổi tiếng với con đường tơ lụa và là nền móng của đế chế Mông Cổ, sa mạc Gobi có những thảo nguyên mênh mông, các khoang mạc khô cằn và các dãy núi hiểm trở. Nóng rực lửa vào ban ngày và lạnh giá vào ban đêm. Điều kiện sống ở sa mạc Gobi vô cùng khắc nghiệt. Sa mạc Gobi có nhiều cồn cát, đồng bằng sỏi và núi đá hùng vĩ. Vùng đất cằn cõi này có nhiệt độ lên tới 50 độ C vào mùa hè và âm 40 độ C vào mùa đông. Người ta gọi Gobi là một sa mạc lạnh vì vào mùa đông ở đây thường xuất hiện sương giá và đôi khi có tuyết rơi trắng xóa bao phủ trên đồi cát, tạo nên một bức tranh thiên nhiên hoang vắng và yên bình. Gió ở đây có thể thổi mạnh lên đến 140 km/h nên khá mạo hiểm cho du khách vào mùa xuân và vào mùa thu. Tuy vậy, trải nghiệm cảm giác đặt chân trên sa mạc Gobi là một điều thú vị mà bất kỳ ai có máu phiêu lưu đều mong muốn một lần đến đó. Và có lẽ bị hớt hồn trước nét đẹp kỳ bí của Gobi, Thành Vũ, cô gái chạy sa mạc của chúng ta đã rất mong chờ hành trình này. Sau một thời gian ngắn, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị cho hành trình chinh phục Gobi, thì hôm nay họ đã lại gặp nhau với tâm thế sẵn sàng cho hành trình 250 km tiếp theo. Thành Vũ có vẻ hào hứng và vui mừng gặp lại những gương mặt thân quen. Eris Kovesti đến từ Canada, Daniel từ Mexico, Jax, May và Mario là những người bạn thân mong gặp nhất. Họ đã đến từ nhiều quốc gia khác nhau, mặc dù ngôn ngữ và sắc tộc khác nhau, nhưng cùng chung niềm đam mê là khám phá giới hạn bản thân và chinh phục thử thách. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho họ một buổi tối thật vui vẻ và đầm ấm bên nhau trước ngày lên đường. Mùa hè ở Gobi đã ưu đãi cho họ có thêm nhiều thời gian quay quần đến tận 10 giờ đêm, nhưng hôm sau họ vẫn phải khởi hành từ 5 giờ sáng. Chân vào lều thì Thanh rất là ngạc nhiên vì thấy là trong lều có đến tận 4 người phụ nữ. Cái điều này là điều xảy ra không thường xuyên ở trong những giải như thế này. Không những là có 4 người phụ nữ ở trong lều mà còn là 4 bạn nữ rất là xinh đẹp từ các nước khác nhau. Đó chính là Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan và tất nhiên là Việt Nam. Cái mà thật là cho Thanh không khỏi bất ngờ nữa là trong đó là có một siêu người mẫu từ Đài Loan, nhưng Thanh sẽ nói thêm về bạn ấy sau. Bốn bạn nữ này làm cho Thanh cảm thấy thật là gần gũi. Rất là nhanh chóng thì tất cả mọi người đều trở thành người bạn với nhau. Và các bạn nữ từ những nước Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông như này, các bạn nổi tiếng là biết cách chăm sóc sắc đẹp rất là tốt. Và các bạn ấy đã cho Thanh rất nhiều những bí quyết giữ gìn sắc đẹp trong sa mạc. Thanh sẽ chạy sa mạc quen rồi thì nhưng mà cái việc giữ gìn sắc đẹp
thì còn là mảng yếu kém. Các bạn đã cho Thanh biết được rất nhiều những cái dụng cụ cũng như là những cái sản phẩm mà các bạn sử dụng để giữ cho da rẻ mịn màng và khỏe mạnh trong những cái giải chạy khắc nghiệt như thế này. Ví dụ như là có một bạn từ một bạn người Trung Quốc đã đem theo cái mặt nạ nén để khi mà nhỏ nước ấm vào cái khăn nó nở ra và cái mặt nạ đấy bạn có thể sử dụng để dưỡng da trong khi mà mình đã về chạy sau một ngày khắc nghiệt trên sa mạc. Vậy là cuối cùng mình đã đặt chân đến đây, Gobi, nơi mà mình đã nghĩ về nó trong suốt những ngày tháng luyện tập ở Việt Nam. Mình cảm thấy có chút gì lo lắng khi nhìn những dãy núi hiểm trở đang trực chờ phía trước. Có cái gì đó thúc giục bên trong mình, nửa hào hứng muốn chinh phục nó thật nhanh, nửa như dè dặt sợ nó sẽ nuốt chửng mình không thương tiếc. Không, mình không thể suy nghĩ quanh quẩn như vậy trong đầu được. Nhất định ngày mai mình sẽ chiến thắng nó. Mình cảm thấy hơi bất ngờ là ngày thứ nhất mà mình đã chật vật như vậy rồi. 20 km đầu tiên, anh thấy thật sung sức và rất hạnh phúc khi biết mình đang được dẫn vị trí thứ hai trong giới nữ. Nhưng khi gần đến trạm tiếp nước thứ ba và gần tới những đồi cát khổng lồ, anh bất chợt cảm thấy choáng váng, khó thở. Gió trên đồi cát càng làm mình khó thở, và những đồi cát này làm cạn kiệt tất cả những năng lượng còn lại trong người. Dần dần, mọi người đằng sau đã bắt đầu đuổi kịp. Và những người cùng chung đam mê đã kiên cường vượt qua ngày đầu tiên, dù Gobi đã không đẹp lãng mạn như cô tưởng tượng. Liệu những ngày tiếp theo cô ấy sẽ chinh phục Gobi như thế nào? Hãy cùng đón xem vào tập tiếp theo nhé. Cảm ơn nhãn hàng Đức Tăng Lực Number One thuộc tập đoàn Number One Tân Hiệp Phát đã đồng hành cùng với chương trình.